Dạ em chào anh, chị, hiện em đang đứng tại dự án Green Dragon City Cẩm Phả. Đây là dự án được đánh giá là dự án tốt nhất tại thị trường Quảng Ninh hiện nay. Dự án với tổng diện tích 99 ha, trong đó đất ở là 39 ha, đất công trình công cộng là 1 ha, đất trường học là 1,1 ha, đất công trình thương mại dịch vụ là 8,5 ha, đất cây xanh quảng trường là 11,6 ha, đất giao thông là 37 ha. Dự án với 3 dòng sản phẩm gồm biệt thự, shop house và đất nền liền kề. Đây là dự án hiếm hoi nằm giữa trung tâm thành phố Cẩm Phả, được tỉnh Quảng Ninh quy hoạch cấp phép phân lô bán nền. Đây thực sự là một dự án tốt, là cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn, có 102 tại Quảng Ninh hiện nay. Với quy hoạch đồng bộ về hạ tầng, giao thông đô thị và nằm trên trục đường bao biển, nối giữa hai nền di sản kỳ quan Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long. Và đây là con đường bao biển, nối giữa hai nền di sản kỳ quan Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long. Trước đây khi chưa có con đường này thì anh chị di chuyển từ Hạ Long xuống Cẩm Phả bằng đường quốc lộ 18A mất 45 phút. Nhưng nay, với việc di chuyển trên con đường bao biển thì thời gian rút ngắn lại chỉ còn 30 phút. Đối diện với dự án bên em đây là Vịnh Bái Tử Long, đây là vịnh đẹp nhất trong quần thể di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long anh chị nhé. Và đây là bãi tắm trải dài 1,5 km. Chủ đầu tư đã được tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long cấp phép kinh doanh, dịch vụ du lịch Vịnh Bái Tử Long, giống như Vịnh Hạ Long. Phía trước dự án mình đây, sẽ có xây dựng cầu cảng bến tàu, để du khách đi tham quan Vịnh Bái Tử Long. Đây sẽ là điểm du lịch lớn thứ hai của Quảng Ninh, và trong dự án thì đã có hai khách sạn lớn. Một là khách sạn 4 sao của chủ đầu tư, đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2021, hay là khách sạn 5 sao của tập đoàn Mường Thanh. Phía sau em chính là khách sạn 4 sao của chủ đầu tư, khách sạn đã được đi vào hoạt động từ cuối năm 2021 vừa qua. Khách sạn mở ra sẽ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của các khách du lịch đến tham quan Vịnh Bái Tử Long trong thời gian tới. Một điểm đặc biệt của dự án đó là các hộ gia đình tại đây sẽ có nguồn nước suối khoáng nóng dẫn về tận nhà, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, thư giãn của cư dân ngay tại dự án mà không phải di chuyển đến khu vực khác. Em xin cảm ơn anh chị đã quan tâm dự án bên em. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ, em tặng, phòng kinh doanh công ty Đất Xanh Duyên Hải, thuộc tập đoàn Đất Xanh Miền Bắc, điện thoại 0911 599 288.